Sau nhiều năm ở ẩn, nay đã 35 tuổi, Ngân Khánh vẫn đẹp vạn người mê. Nhiều người cho rằng nhan sắc của cô xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều so với thời kỳ còn hoạt động trong showbiz. Từng là một gương mặt triển vọng của phim truyền hình Việt qua các bộ phim như Gọi Giấc Mơ Về, Tường Vi Cánh Mỏng, Quyến Rũ. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ngân Khánh quyết định rẽ ngang lấy chồng, đi du học và rời xa ánh hào quang. Ở tuổi 35, cô vẫn khiến người ta trầm trồ vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh cũng như các hoạt động giải trí. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nhan sắc của cô xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều so với thời kỳ còn hoạt động trong showbiz. Trước đây Ngân Khánh không ít lần dính nghiêu án phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt bị biến dạng, nhưng hiện tại dung nhan ấy đã hài hòa hơn, khuôn mặt không còn nhọn hoắt, đặc biệt là chiếc cằm lệch, mà thay vào đó là mọi đường nét đều mềm mại. Từ xưa đến nay Ngân Khánh vẫn được liệt vào danh sách những mỹ nhân của showbiz Việt. Dù không còn tham gia các dự án phim ảnh, nhưng Ngân Khánh vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân. Và hầu hết người hâm mộ đều không ngớt lời khen ngợi dành cho nhan sắc của cô. Cô bình luận viết, chị Khánh trẻ mãi thế này, đây đúng là đại mỹ nhân của showbiz Việt. Không trang điểm trong chị thật trẻ trung, xinh đẹp. Giữa dàng mỹ nhân đầy hương sắc, nữ diễn viên sinh năm 1985 có gương mặt nguyên bản đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng với các đường nét thanh tú và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Sau gần 5 năm rời xa showbiz, nhiều người tỏ ra bất ngờ với dung mạo hiện tại của cô. Người đẹp gốc Quy Nhơn này được cho là xinh đẹp tươi trẻ hơn thời còn hoạt động nghệ thuật. Cảm giác như thời gian không hề ảnh hưởng gì tới vẻ ngoài của cô. Ở tuổi 35, Ngân Khánh vẫn giữ được nét thanh xuân rạng ngời. Bí quyết làm đẹp của cô đó chính là thoa nước hoa hồng để làm mềm da, kem dưỡng da toàn thân ban đêm và dùng kem chống thâm nhăn vùng mắt, nơi dễ đoán tuổi tác của người phụ nữ nhất. Cô luôn khởi đầu ngày mới bằng việc chạy bộ 30 phút và hít bụng 30 cái, khiến đầu óc thoải mái, minh mẫn và máu huyết lưu thông. Và có lẽ cuộc sống vợ chồng son chưa vướng bận con cái, lại có được người chồng yêu thương chia sẻ nên Ngân Khánh ngày càng thăng hoa trong tình yêu và nhan sắc. Quang Minh và Hồng Đào yêu từ phim tới đời, ồn ào ly hôn ở tuổi U60, hơn 20 năm gắn bó từ màn ảnh sân khấu đến đời thật. Quang Minh và Hồng Đào là cặp vợ chồng được khán giả yêu quý, thông tin họ ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối. Nghi vấn cặp đôi diễn viên hài nổi tiếng Hồng Đào Quang Minh ly hôn được chia sẻ vào ngày 19 tháng 6. Phía Hồng Đào, dù từ chối bình luận về tin đồn, nhưng một nguồn tin thân cận của nữ nghệ sĩ tiết lộ với báo rằng cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Thông tin khiến khán giả xót xa bởi 20 năm qua, họ là đôi vợ chồng nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Hồng Đào từng chia sẻ Quang Minh là tình đầu và hy vọng sẽ là tình cuối của đời mình. Họ từng bên nhau khi còn là những cô cậu sinh viên tuổi đôi mươi. Họ kết hôn ở tuổi ngoài 30 và gây tiếc nuối khi vướng ồn ào chia tay ở thời điểm cả hai sắp bước sang tuổi 60. Tình đầu dang dở và lần tái hợp định mệnh trên đất Mỹ. Hồng Đào Quang Minh học chung tại sân khấu điện ảnh thành phố khóa 6 với vẻ ngoài xinh xắn, khả năng diễn xuất nổi bật. Ngay từ ngày đầu bước vào trường, nữ nghệ sĩ đã được nhiều bạn học yêu thầm. Quang Minh lại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đẹp trai hào nhoáng. Ngày ấy, khi những người bạn trong lớp tới trường bằng xe đạp, xe máy cà tàng, anh đã có xe tay ga. Hồng Đào và Quang Minh yêu nhau từ thời đại học. Với Hồng Đào, Quang Minh là mối tình đầu của chị. Họ chia tay khi Quang Minh sang Mỹ cùng gia đình. Hồng Đào ở lại Việt Nam và từng có những cuộc tình mới. Tuy nhiên, ngoài 30 tuổi, chị vẫn chưa lập gia đình. Trong khi đó, Quang Minh đã yên bề gia thất ở Mỹ. Vài năm sau, Hồng Đào sang Mỹ. Hồng Đào kể, không nghĩ có ngày gặp Quang Minh trên đất Mỹ bởi anh sống ở miền Nam, còn chị miền Bắc. Nhưng định mệnh một lần nữa lại kéo họ trở về bên nhau. Chị gặp lại anh trong lần tới thăm nghệ sĩ Vân Sơn. Lúc này Quang Minh đã ly hôn, như cơ duyên, họ tái hợp sau nhiều năm. Cuộc gặp định mệnh này gắn kết hai nghệ sĩ bên nhau hơn 20 năm và có hai cô con gái. Trong 20 năm gắn bó, cả hai kết hợp trở thành đôi nghệ sĩ hài hàng đầu ở hải ngoại. Không ít người cho rằng nhờ Hồng Đào, Quang Minh mới có tên tuổi như ngày nay, đa số kịch bản đều do nữ nghệ sĩ viết kịch bản và dàn dựng. Quang Minh cũng thừa nhận vợ là người lo chuyên môn, anh đảm nhận phần đối ngoại nhận show. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ luôn khẳng định sự nghiệp có được là thành quả của hai vợ chồng. Từ năm 2015, cặp đôi chính thức về Việt Nam hoạt động. Hai nghệ sĩ được mời tham gia nhiều game show như Người Bí Ẩn, Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Bí Mật Đêm Chủ Nhật. Họ cũng đóng chung nhiều phim như Cho Em Gần Anh Hơn Chút Nữa, Gia Đình Số Đỏ, Gia Đình Vui Nhộn, Ngôi Nhà Bướm Bướm. Hôn nhân 20 năm không ít sóng gió. Trong hơn 20 năm bên nhau, trước nghi vấn chia tay, hôn nhân cả hai đã trải qua không ít sóng gió. Quang Minh từng bị đồn ngoại tình với một nữ ca sĩ nổi tiếng khi về Việt Nam trước năm 2000. Nguồn tin tiết lộ Hồng Đào đã lập tức về nước kéo chồng trở lại Mỹ khi biết chuyện. Vào năm 2015, sóng gió lại ập đến với gia đình của hai nghệ sĩ khi Thương Tín ra mắt tự truyện. Trong hồi ký, tài tử điện ảnh một thời đã kể lại mối tình ngắn ngủi với diễn viên hài có tên HD.
Theo nam diễn viên, họ suýt nữa đã có con chung. Thương Tín còn tiết lộ sau khi tới Mỹ, HD gặp lại tình cũ là QM và kết hôn. Dù tên viết tắt nhưng khán giả nghĩ ngay tới Hồng Đào. Giữa ồn ào, Quang Minh đã dập tắt tất cả bằng những chia sẻ văn minh. Anh thẳng thắn, giả sử những gì Thương Tín viết ra là đúng sự thật, tôi cũng sẽ không để tâm và muốn nhắc tới nhiều, bởi chúng thuộc về quá khứ, xảy ra từ trước khi tôi kết hôn với Hồng Đào. Tôi yêu Hồng Đào và luôn sẵn sàng chấp nhận quá khứ của người mình yêu. Tất cả những ý kiến, lời nói hay suy nghĩ cá nhân Hồng Đào xung quanh sự việc, tôi luôn giữ thái độ tôn trọng. Quang Minh đáp lại, những năm qua, cặp đôi nghệ sĩ hài liên tục vướng tin đồn rạn nứt ly hôn. Trả lời về tin đồn, Quang Minh từng nói, chúng tôi đã ở bên nhau suốt 20 năm, làm sao tránh được chuyện cãi cọ hay giận hờn, nhưng may mắn là cho tới giờ cả hai vẫn đồng vợ đồng chồng để có thể tập trung lo cho sự nghiệp và con cái. Nguồn tin riêng của Jin cho hay Hồng Đào Quang Minh chính thức ly hôn hồi cuối năm 2018. Hai người vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc khi hợp tác Ngôi Nhà Bướm Bướm. Ban đầu Hồng Đào định từ chối đóng phim chung với Quang Minh, nhưng khi đạo diễn thuyết phục vì vai diễn phù hợp, chị đã đồng ý. Lúc đó trên phim trường cả hai hầu như không nói chuyện với nhau. Tuy nhiên khi đứng trước máy quay họ vẫn tung hứng nhịp nhàng. Cả đoàn phim nể hai diễn viên về cách làm việc chuyên nghiệp bởi không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc, người này kể. Bị mang so sánh với họa mi tóc nâu, nhưng mấy ai biết Mai Tài Phến là đại gia ngầm thật thụ. Khi tin đồn hẹn hò chị đẹp bùng nổ, nhiều cư dân mạng thẳng thần cho rằng Mai Tài Phến kém nữ ca sĩ về nhiều mặt. Nhưng mấy ai biết rằng, nam diễn viên chính là đại gia ngầm của showbiz ẩn sau vỏ bọc kín tiếng. Sau khi loạt ảnh tình tứ bị cánh săn ảnh chụp được, nghi vấn mỹ tâm Mai Tài Phến hẹn hò bùng lên mạnh mẽ. Mai Tài Phến, chàng trai vinh dự được chị đẹp, công khai tình tứ chốn đông người, trở thành cái tên gây nhiều sự chú ý. Không ít cư dân mạng cho rằng nam diễn viên sinh năm 1991 kém nữ ca sĩ về nhiều mặt, đặc biệt là độ nổi tiếng, kinh tế. Thế nhưng mấy người biết Mai Tài Phến cũng là đại gia thật thụ trong showbiz Việt, chứ chẳng chơi. Sau MV ca nhạc Đừng Hỏi Em, Mai Tài Phến tiếp tục được vào vai tình nhân màn ảnh cùng Mỹ Tâm. Từ khi trợ lý của anh đóng máy, Mai Tài Phến Mỹ Tâm nhiều lần bị bắt gặp diện đồ đôi và song hành trong nhiều sự kiện khiến khán giả nghi ngờ cả hai phim giả tình thật. Cho đến khi những bức ảnh Mỹ Tâm nựng trai trẻ được cánh săn ảnh tung ra, dân mạng mới được phen tá hỏa. Nhiều người còn ám chỉ Mai Tài Phến vớ được hũ vàng nếu tin hẹn hò là thật, bởi Mỹ Tâm nức tiếng là đại gia đích thực của showbiz. Gia nhập làng giải trí hơn 20 năm, Mỹ Tâm hiện là sao hạng A có mức thù lao cao ngất ngưỡng. Khối tài sản mà nữ ca sĩ 38 tuổi nắm trong tay không hề nhỏ. Nhưng Mỹ Tâm vốn kín tiếng, không bao giờ phô trương, nên chẳng mấy khi công chúng bắt gặp chị đẹp dát hàng hiệu lên người hay khoe nhà bạc tỷ trên mạng xã hội. Cũng giống bạn gái tin đồn, Mai Tài Phến là đại gia đích thực nhưng kín tiếng, gia thế cũng thuộc hàng khá giả. Dù chỉ mới đặt chân vào showbiz Việt một thời gian ngắn, nhưng Mỹ Nam này cũng là đã sở hữu một căn hộ khang trang và thường xuyên sử dụng đồ hiệu. Mai Tài Phến sinh trưởng trong một gia đình bậc trung lưu ở tỉnh Bạc Liêu, nhưng hiếm khi nam diễn viên lên tiếng chia sẻ về chuyện đời tư. Chỉ biết rằng gia đình anh theo nghiệp kinh doanh và từ thuở ấu thơ, anh không phải lo lắng chuyện tiền nong. Từ năm lớp 2 theo ý của cha, Mai Tài Phến đã rời quê nhà lên Cà Mau, theo học trong môi trường học tập tốt nhất. Tốt nghiệp bậc trung học phổ thông, Mai Tài Phến theo học ngành kiến trúc, nhưng sớm phát hiện bản thân không hợp với ngành này, anh đã thay đổi. Nộp đơn vào trường đại học sân khấu điện ảnh, với ngoại hình điển trai cao ráo cùng tài năng diễn xuất thiên bẩm, Mai Tài Phến đã xuất sắc trở thành cử nhân tốt nghiệp loại giỏi dưới mấy trường này. Ra trường, Mai Tài Phến nhanh chóng có vai, anh đóng kịch và góp mặt trong hai phim sitcom từng có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh, Điệp Vụ Eva. Năm 2017, bước ngoặt đến với nam diễn viên khi anh thắng giải quán quân gương mặt điện ảnh, được mời vào vai thầy giáo mưa trong MV ca nhạc Em Gái Mưa của Hương Tràm. Hiệu ứng từ ca khúc trăm triệu view này đã giúp Mai Tài Phến phất lên như diều gặp gió. Nhờ những thành công này mà chỉ sau thời gian ngắn vào showbiz, Mai Tài Phến đã tự sắm nhà riêng bằng chính sức mình. Nam diễn viên từng khoe thành quả lên trang cá nhân nhưng không hé nổi lời về giá trị thật của ngôi nhà. Tháng 11/2017, Mai Tài Phến khoe ngôi nhà cùng dòng chia sẻ thành quả của thầy đây. Anh tự tay sơn lại căn hộ mình vừa mới tậu. Người hâm mộ không khỏi chúc mừng Mai Tài Phến vì nhanh chóng tậu được căn hộ khang trang sau thời gian làm việc chăm chỉ. Không chỉ mua được nhà, Mai Tài Phến còn sắm sửa đồ hiệu, nhưng rất hiếm khi khán giả bắt gặp nam diễn viên khoe khoang những thứ mình có. Trái lại, nam diễn viên sinh năm 1991 rất giản dị bình dân mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí hay đời thường. Đó có lẽ chính là một trong những điểm giúp anh lọt mắt xanh chị đẹp. Bởi ai cũng biết Mỹ Tâm nổi tiếng là ngôi sao kính tiếng, hiếm khi khoe khoang khối gia tài kết xù của mình sau bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ.
Dây hiệu 3 triệu đồng may tài phến mang cặp với Mỹ Tâm chỉ khác mỗi màu. Nam diễn viên thường trưng dùng đôi giày hiệu này trong cuộc sống đời thường. Nam diễn viên có sở thích dùng đồ hiệu bình dân, nhưng người tình tin đồn và chẳng mấy khi thấy anh khoe khoang lên trang cá nhân. Thế nên, nếu tin đồn hẹn hò là thật thì khán giả cũng nên chúc phúc vì may tài phến Mỹ Tâm hoàn toàn xứng đôi vừa lứa. Cũng như rất môn đăng hộ đối nhé.